Dạ. Ờ, bây giờ đến Timmy nè. Timmy không có gì cho cả. Sốt là sao cả. Timmy không mấy từ cả. Chỉ có cần tim thì nhớ phải. Kêu xin chào các bạn, mình là Camui TV đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nè. Trước khi xem video, các bạn đừng quên cho mình một like, một share và một subscribe. Và đừng quên chuông để luôn nhận được thông báo nha. Và đừng quên hỗ trợ hero team mọi mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem video này, nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn hãy xem một Camui quảng cáo từ 5 đến 10 giây để Camui có thêm tiền với cà rốt để ăn sáng nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay, trời ơi, Camui thấy một nó thế nào ta? Có thể các bạn đã nghe Hero đại chiến Free Fire phiên bản người bình thường đúng không? Nhưng không, hôm nay Camui sẽ cho các bạn biết một phiên bản Hero đại chiến nhưng mà phiên bản Mini War các bạn. À trời đất ơi, và bây giờ không phải Hero đại chiến Free Fire nữa mà là Hero đại chiến Mini War nha các bạn. Uầy, Hero đại chiến Mini War thì nó sẽ như thế nào ta? Thì ok, bây giờ cùng vào video thôi. Và cái video này á thì không phải là do Camui làm mà là do bạn Dũng Trương ở trên kia các bạn đó, và bạn ấy đăng trên cái group cộng đồng fan của Hero Team, đó chính là Hero Team nhóm siêu anh hùng Mini World cộng Minecraft. Nên là bạn là fan của Hero Team thì hãy vào nhóm này nha. Vì nhóm này là cộng đồng fan của toàn thể Hero Team luôn các bạn ơi. Bất kỳ bạn là fan của bất kỳ ai thì các bạn đều có thể vào được hết nha các bạn. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Và thật sự luôn, cái video này thật với cá nhân Camui nha, là Camui sẽ chấm điểm 10 vì tính giải trí của nó luôn các bạn. Vì thật sự là rất là hay luôn á. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu video nha các bạn. Yo. À, cái nhạc rất là quen thuộc với những cái đôi chân rất là quen thuộc cũng như là người rất là quen thuộc đúng không? Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá. Mẹ ơi, thật sự luôn. Trong cái bài này thì thật sự là Camui muốn chích gờ. Ê, đúng theo cái tên chích gờ này là các bạn. Camui muốn chích gờ cái tiếng này nhất luôn đó các bạn. Tại vì trời ơi, nghe tiếng nó đau tai lắm á mọi người, thật sự luôn. Để Camui có thể quay video để quay để cho các bạn có thể nghe được tiếng ấy, thì Camui sẽ cho cái tiếng của cái tai nghe là rất là to. Mà trong khi nha, bình thường Camui nghe ở cái chế độ chỉ có nấc, đó chính là con số 1 thôi các bạn. Camui nghe âm lượng chỉ nấc số 1 ở trong cái tai nghe này thôi, nhưng mà khi quay với các bạn ấy, thì Camui phải nâng lên con số 61%. Đó, 61 thì để mới có thể các bạn nghe, nên là các bạn sẽ hiểu là kiểu tai Camui lúc làm một quay video các bạn, Camui sẽ kiểu trời ơi nhạc to quá, trời ơi cho bé thôi, trời ơi. Nhưng mà vì các bạn đúng không các bạn, vì các bạn và cũng như là quay video cho các bạn thì Camui đã cố gắng cho to lên, nên là cái tiếng này Camui cực kỳ ghét luôn á. Tại vì oh my god, trời ơi nghe đâu đó thật sự. Và cái Hero đại chiến này bạn ấy đã thêm một chữ, đó chính là happy. Ok, Camui sẽ tua qua các bạn nha. Cái đoạn này là Camui không nuốt nổi các bạn ạ, các bạn thông cảm nha. Đó. Đó, xin đầu bước lên. Đôi tay đầu ra để đấu tay đôi. Và cái này nếu Camui không nhầm thì ở cái video này của bạn ý sẽ là có hai người, một là bạn ý quay và hai là người phụ giúp bạn ý, hoặc cùng lắm là ba người, một người là camera, một người là bạn này và một người ở đằng sau nữa. Còn tất nhiên là không thể làm đủ 9 người được, nên là bạn ấy đã cho cái những cái mô hình nho nhỏ này các bạn ơi. Trời ơi sao không đầu tư thêm một xíu đi, ví dụ những cái mô hình này thì kiểu cho thêm thành gì ta, cho thêm thành cho thêm những cái quần áo vào thì có phải là đẹp hơn không? Đầu tư xíu. Hoặc là có một cái nữa, có một cách nữa, đó chính là gì ta? Đó chính là gì nhỉ? Cho cái búp bê Hero Team á. Trời ơi, trong Mini World có búp bê Hero Team mà, sao không cho vào, ngốc quá. Ơ khoan, hình như là bạn ý này xong rồi có hai người đứng đằng sau đúng không? Tức là nếu mà tính số lượng ấy thì có khoảng 4 người, một người là camera, một người là cái bạn là đằng đóng siro, một người là đứng bạn nữ đứng đằng sau và một bạn nam đứng đằng sau nữa. Bỏ cái mặt sướng về trắng bằng ai. Và đây là phong cận chửi chúng ta. Và đây là phong pha ke mọi người. Trời ơi, vãi được tên ghê luôn. Phong cận pha ke luôn đó mọi người. Nhưng mà được cái Camui khá là thích cái phong này các bạn. Nhìn cái phong chữ rất là thích luôn, kiểu cartoon ấy, Camui thích. Và phong cận á, chủ đạo là màu xanh dương. Tuy nhiên á, nhưng mà nếu mà bạn ý kiểu cho hình không, nếu mà cho hình nhân vật Mini World của những người vào thì nó sẽ không có kiểu độ găng lên á. Nên là thôi bạn ấy cho màu này cũng là khá là ok này. Được cái là có thêm cái gì ra, cái kính này các bạn. Đó, có bạn nào để ý không, đó chính là trong cái skin của Mini World của phong cận á thì phong cận có một cái kính đeo ở phía trên. Mr. Vịt cũng thế. Có bạn nào để ý điều đấy không? Bạn nào đã để ý điều đấy và nhớ ra thì các bạn hãy comment nha các bạn. Ok. Sự sánh tôi với anh thì quá là sai. Độ chết của các cái. Và thậm chí nha, đó, bạn ấy cũng có thêm hẳn các hiệu ứng kiểu nhỏ nhỏ luôn nha. Đó, hiệu ứng ạ. Độ chết của cá là cái. Phòng thì nó bé như súng. Ghê, cầm súng bắn luôn.
Bây giờ đến Timmy nè. Timmy có gì cho cái? Mọi người học số cái là sao cái? Timmy không mấy từ đó. Chỉ có cần tiền thôi nhớ. Đây là cái mà đặc sắc là Camu muốn nói với các bạn đúng không các bạn? Tức là cái này nha, thật ra thì Camu cũng có hỏi Mr. Vịt là Vịt ơi cho Camu biết để Camu hát rap nguyên cái bài này với. Tức là thật ra là Camu cũng muốn hát rap lên cái bài này á, nhưng mà không có beat mọi người ạ. Vịt cứ không cho, chán thật sự. Nhưng mà không hiểu sao mọi người lấy đâu ra cái beat á mọi người. Xong rồi cái này lại còn, trời ơi, cái này hình như là cái bạn Dung Trương này, bạn ấy hát theo kiểu Baby hot up làm sam sai, mà phê non sắc làm sam cái. Trời ơi, có tiếp tiếp phải giả giọng như thế không hả? Rồi tôi bó tay bó cẳng luôn á. Và cái này là bà ấy để skin của Timmy, thì bà ấy có để Timmy, các bạn có để ý không, đó chính là Timmy có hai cái chỏm, thì bà ấy cũng lấy cái tóc có hai cái chỏm luôn, rất là ok. Nhưng mà tuy nhiên thì với cái giọng của bạn ý thì thôi chúa mờ hè mờ đi mọi người, ok. Timmy tóc và đây chúng ta cũng là Timmy pha ke luôn nha mọi người. Timmy không mấy thì quá hay. Và bạn ấy cũng có cố gắng tìm kiếm các cái hiệu ứng ở trong video nha các bạn. Bạn ấy cũng cho các hiệu ứng của Phong thì là hiệu ứng màu xanh này, của Tim thì hiệu ứng màu hồng. Khi xuống tim sấy cảm ơn bay đầu. Ghê cả, vác súng ra luôn. Ui hiệu ứng này cũng như đẹp nha. Ui cái hiệu ứng này đẹp nè, từ từ. Đó, hiệu ứng này đẹp nè. Ui điện. Ê, có vừa rồi có một cái. Đó, vừa rồi có một cái kiểu xét giật giật ấy, cái đấy mà cho vào Phong thì đẹp hơn. Tại vì Phong màu xanh mà. Đấy, thì biết chắc còn non. Wow, cái của Kairon cũng có hiệu ứng mà mỗi tội hình như là các hiệu ứng set của bạn ấy hình như toàn màu xanh dương nếu có mũi không nhầm thì phải. Và ông ngoại có vector student hết. Nhưng bạn gần nó mày không muốn chết. Bạn ấy cũng kiếm được vài kiểu vài cái hiệu ứng khác nhau thì cũng khá là ưng đấy chứ. Muốn thắng Sam à mơ thấy ngậy. Xét về trang phục thì Camu không có gì để nói cả. Nhưng mà thật sự đơn giản về cái giọng thì cháu ơi, sao bạn có nhất thiết về tất cả các kiểu từ nãy giờ là có Timmy và Sammy là rap theo giọng bạn không? Còn những người khác tại sao được bình thường vậy? Ok, Sammy pha ke luôn, chứ fake chứ g viết cách nhau không? Chúng chị cho biết tay cá mập này nhất khi xấu cải. Oh yeah, đội chất Sammy đứng đầu, trình độ thượng thừa đang đứng sau. Một khi cần tìm mình sẽ cắt tiếp, Hero tìm thốt lên, ôi xem quá ngậu ha. À còng cái bạn nhớ kiểu bên tay trái mơ khẩu súng. Ui cái hiệu ứng này xịn nha. Kiểu mơ khẩu súng bên tay trái là một ngọn lửa bên trái bắn ra, mơ khẩu súng bên tay phải là một ngọn lửa khác bắn ra bên tay kia. Được đấy chứ. Wow. Tìm bọn tao ăn nhạt. Giết chết bên top đang đứng ngang hàng. Thằng bọn tao mà không an toàn. Thật luôn các bạn, cái đoạn vơ rap của Siro các bạn, thật sự Camu cũng có tập khá là nhiều rồi nhưng mà vẫn không rap được các mọi người. Nó khó quá, nó cứ khó đọc cái gì. Hero team mình thấy bất tài, bùi da mình thấy bất tài. Wow, cũng có các hiệu ứng xong rồi tụp. Wow, rất là đẹp luôn. Ghê. Đánh nhau là phải hero. Đánh nhau đâu? Đánh nhau, cũng xếp hàng ra này, Ủa, Camu nhớ là có 3 người mà ta. Các bạn ơi, theo kinh nghiệm của Camu nhận ra từ nãy đến giờ các bạn, thứ nhất, cái góc quay thì chỉ có một. Thứ hai, cái nhân vật ban đầu thì ở đằng sau có thể là NPC, tức là một nhân vật nào đó các bạn đã tạo ra. Và ở đây có hai người đánh nhau, tức là cái video này sẽ là một đầu tiên là bạn Dũng Trương ở trên kia là Facebook của bạn ý này. Thứ hai là một bạn nữa hỗ trợ bạn ý, cả mũi chắc kèo luôn cái video này có hai người. Chắc kèo luôn. Cái gì đấy? Ủa cái gì đâu ra cái nhạc Tumi Continue kiểu mình Camu bình thường Camu nghe cái bài này khá là nhiều luôn. Camu sẽ biết kiểu tiếp theo những cái nốt tiếp theo hoặc là âm tiết tiếp theo sẽ là gì, xong tự nhiên có cái tiếng tơ 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 tơ. Tức là cái bạn tóc dài này kiểu cầm kiếm chém bạn Siro này. Cái này là Camu cứ gọi là Siro nha. Siro này xong bạn Siro này vác súng ra dí. Ok. Xanh lá.
Ai đến được Camui? Camui giã chân là cái gì? Camui giã chân là cái gì? Alo, giã chân là cái gì? Người ta ngồi ghế chứ có phải là người ta không có chân đâu mà bảo người ta giã chân. Mà giã chân là gì ta? Từ chờ chút để Camui Google xem là giã chân là cái gì đã. Giã chân nữ, chân đá chắn, chân ghế gấp, cắm trại, leo núi, dã ngoại, giải Việt, dã mỗi bước chân một tấm lòng nhung dày mỏng hoang, dã chân vớ. Rốt cuộc là dã chân là cái gì đấy? Dã chân cái này Google nó tự dịch sang thành đá chắn luôn này. Ủa dã chân là gì đấy? Các bạn ơi, có bạn nào biết dã chân là gì hoặc là hẳn luôn các bạn Dung Trương nha. Bạn Dung Trương có xem được cái video này thì bạn xem hộ cả mùi giúp cái từ dã chân nó là cái gì? Đã thế là còn để trong ngoặc kép. Cái gì kỳ vậy? Rồi đó rồi. Chị mà ra cái cáo mà bất tử như chị nhớ chưa? Chị thông chị ngàn là tin thứ. Hát sai lời của Camui nhá. Đã hát sai lời thì chớ lại còn dí sát miệng vào cái mic lên là cái tiếng nó không. Tiếng nó cứ bị phụp á. Đó. Ok, có hiệu. Ê, hiệu ứng thế này nó hơi kỳ á mọi người. Mọi người ra cái cáo mà bất tử như chị nhớ chưa? Chị thông chị ngàn là tin thứ. Chú luôn. Đó, tự nhiên đâu ra, trời ơi, cái này nó như kiểu là Camui xì khói á mọi người. Nói chung là Camui thả bom ấy, xì khói và thả bom thì các bạn biết nghĩa rồi đúng không? Các bạn biết nghĩa rồi đúng không? Trời ơi, cho cái hiệu ứng chán là sợ. Ví dụ cho được lên trên được không? Hoặc là sang hướng nào đó đi được không? Trời ơi, sao để ngang một phát nhìn như cái kiểu Camui nhịn lâu lắm rồi, Camui muốn thả bom á mọi người. Thì ấy, là mấy lại tóc này là sai nha. Tôi đề nghị cái tóc này là về Camui là sai nha. Đây một cân tám, tôi chẳng có gì ngoài chỉ có tài. Wow, Camui bạn cũng cho khá hiệu ứng màu xanh này. Được. Chạy đi khi mà có thể. Wow, Ti gặp trời, Ti Gaming được đầu tư gớm không các bạn? Được đầu tư cái giải phân cách này. À, Phan Ti đúng không? Mải rua đến chợ kể rằng Ti Gaming người sống thì có về mấy thằng tức khí đúng cho tao có tuổi dù tốt qua sông thì có đến như tôi rồi. Bây giờ lại còn Simmy phá kẽ nữa. Trời ơi, chơi vậy luôn hả? Nhưng mà thôi thôi để cuối video nói đi. Bao nhiêu cái thơ muốn hại của mình thì những bạn xứng với cái rồi nhỉ? Trong cuộc chơi để tiến lần này không được phép để chuyện tình cảm vào đây. One two three hỏi chị em vào ngay để dùng xem chuyện tình khi đã ra tay. Biết trước điều này sẽ diễn ra nên xin phòng thủ để tránh xa. Sami cá mập cũng phải đầu hàng. Ta mưa đợi khỏi nên đầu đàn. Tên mây đường đỏ hết đầu. Ghê nha. Đó các bạn thấy không? Simi sướng không? Simi còn có tự nhiên có hiệu ứng hình trái tim nữa chứ. Ngoài sao phải khán khán thời đại Simi lại là... Ui đầu. Các bạn ơi, đầu tư cho cảnh Việt giã man không này. Vừa ngoại cảnh nha. Đây lại ngoại cảnh nữa này. Ui Việt được đầu tư nữa ba. Có nhảy, có ngồi lên tràn giáo không? Có đứng lên tràn giáo không? Có nè. Đây, có đứng chân giả giáo nè. Ê, bất công nha bạn. Đây mà. Mr. Việt leader pha ke. À, tức là từ nãy giờ là biệt đội pha ke á mọi người, chứ không phải biệt đội hero nha. Mỗi tội bạn này Camui chắc chắn điều đầu tiên là bạn ấy là fan cứng của Siro luôn. Tại vì bạn ấy đội cái mũ đầu sói Siro này suốt à. Xong rồi đến Mr. Việt cũng đội đầu sói lắm luôn à. Hay là bạn cũng giống mình là cũng ghép Siro với Việt. Chẳng phải mới được đâu. Một game vui nha, chỉ là động trời. Giới thiệu với em là người Chà Hà Nội. Trời má ơi, gì mà cho quả ghê vậy, đau hết cả tay. Từ tua luôn. Đó. Ok, đến cuối cùng là Happy đại chiến nha mọi người. Happy này thì Camui cũng không rõ là thế nào. Nhưng mà thật sự luôn các bạn, cái video này ok. Camui đánh giá điểm 10 cho chất lượng, không phải chất lượng về độ phân giải đâu. Thì Camui có hỏi bạn ý là bạn ấy có độ phân giải cao hơn không. Thì bạn ấy bảo là không có, nên là hơi tiếc. Nhưng mà Camui đánh giá cao về cái việc là tại sao cho hội chị em chúng tôi hát ra cái một cái giọng mà dẹo cái kiểu gì vậy. Nhóm bạn không có bạn con gái nào hả? Không có bạn con gái nào để mà chúng tôi nghe được cái giọng gọi là nhẹ nhàng đúng chuẩn con gái mà phải đi giả giọng như thế. Gì kỳ không? Đã kể chưa kể nha, Camui đâu rồi?
Camui đâu rồi? Camui đâu rồi? Đây, Camui thì gọi là Camui dã chân, chưa kể còn cho Camui cái hiệu ứng xì bom khói đâu rồi. Đấy, nói chung là hiệu ứng xì bom khói ấy. Lấy đâu ra vậy? Nhưng mà nói chung là tổng thể ở cái video này thì khá là ok, và ngoài ra thì nói chung về việc về giọng nữ thì cũng khá là hài, nên là khá là ok, Camui thấy khá là hay ấy mọi người. Và chưa kể ở trong bình luận đã, bạn ấy có bảo là vì ngày 8 tháng 3 nên tặng hội chị em bản cover giả giọng gái. Đó. Ok, và các bạn ơi, các bạn có thấy cái video này hay không? Thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới nha các bạn. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi này. Nếu các bạn thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share và một subscribe, và đừng quên chưa để luôn nhận được thông báo nha. Và đừng quên ủng hộ cho hết team bọn mình nữa. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye, rất là nhiều. Bye bye.